Hello các bác ơi, em Linh Trẻ Than đây các bác ơi. Đây em hôm nay em quay cái quy trình đóng hàng của em dành cho các bác nha. Đây đầu tiên thì em sẽ đóng dấu sản phẩm, đóng dấu cái con dấu thương hiệu của em. Đây cho các bác xem. Đầu tiên em sẽ đóng dấu nhá. Đóng dấu trên bao bì thương hiệu của em, Linh Trẻ Than Hoàng Mai. Đấy, các bác thấy không? Đây, đây nhá các bác nhá. Đấy, đầu tiên em sẽ đóng dấu vào bìa. Đấy, mỗi một cái sản phẩm em sẽ chăm chút từng tí một để cho các bác mua hàng các bác có một cái sự trải nghiệm tốt. Đấy, đầu tiên em sẽ đóng dấu, sau đó thì em sẽ đóng hàng nhé. Đây con dấu thì nó sẽ nằm ở đây nhé các bác nhé. Đấy, sau đó em sẽ đóng hàng. Đây hàng của các bác sẽ đóng được trong bao bì rất là đẹp như thế này. Đấy, sau đó em sẽ cho vào đây, cho vào hộp hàng và kèm theo một cái thư cảm ơn nhé các bác nha. Đây kèm theo một cái thư cảm ơn tất cả các bác và có đầy đủ thông tin cám và công dụng nha. Các bác có thể dùng thì các bác có một cái thư như này thì em sẽ đặt vào hộp đây. Đấy, và tặng kèm cho các bác thêm một cái khay xúc cám. Đấy, những cái món quà này là những cái rất là nhỏ, rất là đơn giản thôi. Đấy, nhưng mà nó đầy cái sự nhiệt huyết của em trong cái sản phẩm này, đầy sự tâm huyết của em nghiên cứu. Đấy, sau đó em sẽ lấy băng dính em dán lại. Lấy băng dính dán lại nhé. Đây các bác nha. Đó. Đây hộp hàng hoàn thiện nó sẽ như này các bác nha. Đây con dấu của em ở đây. Sau đó em sẽ dán mã vận đơn lên. Đây mã vận đơn của các bác đây, em sẽ dán mã vận đơn lên hộp hàng nhé các bác nhé. Đó, em sẽ dán mã vận đơn lên cho các bác. Đó, đây hoàn thiện một hộp hàng. Ok nhé các bác nha, cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ em suốt quá trình vừa qua. Đấy, tối thì em sẽ live stream trên kênh YouTube của em Linh Trẻ Than Hoàng Mai vào 21 giờ hàng ngày nhé các bác nha. Cảm ơn tất cả các bác ủng hộ. Đấy, còn rất nhiều hàng đang đóng cho các bác thì đang tiện đây quay cho các bác xem quy trình. Em cảm ơn tất cả các bác nha.